Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến, giàu như vũ bão. Vâng, hoan hỉ chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng, trong năm 2022 nhâm dần sẽ giúp cho quý vị biết được về công danh, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe của bản mệnh trong năm 2022 nhâm dần, và từ đó biết cách mà phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Hơn nữa, bạn cũng có thể xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng trên Phong thủy Gia Cát tại nhà hoặc là bất cứ nơi đâu bạn muốn. Thay vì phải đi gặp các thầy tử vi như trước đây, thì xem tử vi online, bạn vẫn sẽ biết được mình cần phải làm gì để phát triển công danh, sự nghiệp, tình cảm hay là sức khỏe. Thưa quý vị, thời vận của con người thì luôn luôn thay đổi theo từng năm, và mỗi năm thì có những khó khăn hay là những thuận lợi khác nhau. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được thiên cơ và từ đó có được những bước đi chính xác hơn cho cuộc sống của mình trong năm tới đây. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nữ mạng, trong năm 2022 nhâm dần. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tân Sửu năm 2022, nữ mạng, sinh năm 1961, tuổi âm lịch 62 tuổi, sao chiếu mệnh Thái Bạch, sao xấu, mệnh Bích Thượng Thổ, thổ sinh Kim, tốt, địa chi tuổi, tuổi Sửu bình hòa với tuổi Dần, bình hòa, thiên can tuổi, Tân gặp năm nhâm, bình hòa. Xem tử vi cuộc đời nữ mạng Tân Sửu sinh năm 1961, thấy người tuổi này có đường tình duyên và gia đạo tốt, sự nghiệp công danh gặp đôi chút khó khăn thời trẻ nhưng sẽ sớm thuận lợi ổn định sau tuổi 30. Về hậu vận, được hưởng cuộc sống an nhàn, sung túc, con cháu hiếu thảo. Bước sang năm 2022, nữ mạng Tân Sửu gặp sao Thái Bạch, hạn Thiên La. Vậy vận trình tử vi sự nghiệp, tình duyên, tài lộc, sức khỏe của nữ mạng tuổi Tân Sửu có diễn biến như thế nào trong năm mới 2022? Để giải đáp đầy đủ những thắc mắc trên, mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, năm 2022, nữ mạng. Để xét vận khí trong mỗi năm là đẹp hay xấu, ta sẽ dựa vào theo mối quan hệ giữa cung mệnh và can chi của tuổi cần xét ứng với năm đó. Ở đây, ta đi phân tích tuổi nữ mạng Tân Sửu với năm 2022. Nữ mạng sinh năm Tân Sửu 1961, cầm tinh con trâu, mệnh thổ, bích thượng thổ, tức là đất tò vò. Theo niên mệnh năm sinh, bản mệnh thuộc mệnh mộc, năm 2022 quý bà, bước sang tuổi 62, tính cả tuổi mụ. Năm nhâm dần 2022, cầm tinh con hổ, kết nạp mệnh âm, kim bạch kim, mệnh kim, tức vàng pha bạc. Theo đó ta có mệnh nam sinh, thổ sinh kim, tốt, niên mệnh nam sinh, kim khắc mộc, xấu, thiên can tuổi, Tân bình hòa với nhâm, bình hòa, địa chi tuổi, Sửu bình hòa với Dần, bình hòa. Đánh giá tổng quan thấy rằng năm 2022 là một năm thuận hòa bình yên với nữ mạng Tân Sửu sinh năm 1961. Mọi chuyện trong năm diễn ra khá suôn sẻ, năng lượng bản mệnh trong năm khá tốt. Nếu phát huy được tốt khả năng của bản thân, có thể gặt hái được nhiều thành công lớn. Xét về công việc, tài lộc tương đối ổn định, không cần phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, nếu quý bà có ý định đầu tư hay phát triển thêm lĩnh vực mới thì nên suy xét cẩn thận, bởi đây chưa hẳn là thời điểm thích hợp. Về khía cạnh sức khỏe trong năm, không có gì đáng lo ngại. Thời gian cuối năm tương đối bận rộn, nên cân bằng khối lượng công việc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong năm có thể nhận được nhiều tin vui từ gia đình và người thân. Để vận trình năm được may mắn, hanh thông, quý gia chủ tuổi Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm, nhất là với gia chủ tuổi Tân Sửu vừa mới thoát khỏi hạn thái tuế. Kim bài thái tuế, mặt trước có in hình quan thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân cùng với niên hiệu của người. Mặt sau có in hình phù thái tuế, mang theo kim bài thái tuế bên mình, đặt trong túi sách, trong ví hoặc sau ốp điện thoại để được ngày tương trợ giúp đỡ. Luận giải tử vi năm 2022, nữ mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trên các phương diện. Vận trình tử vi năm 2022 của nữ mạng Tân Sửu được thể hiện qua 4 phương diện: sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe, cụ thể như sau. Công việc sự nghiệp,
Xem tử vi 2022 nữ mạng Tân Sửu 1961 thấy rằng khối lượng công việc tương đối nhiều, tuy nhiên mọi thứ đã dần ổn định và đi vào quỹ đạo nên cũng không gặp nhiều khó khăn. Trong làm ăn có nhiều cơ hội thăng tiến, tiếp xúc và mở rộng được nhiều mối quan hệ tốt, có lợi. Tuy nhiên năm nay nên duy trì công việc cũ sẽ giúp gia tăng tài lộc. Đối với ai đã nghỉ hưu, vẫn giữ được mối quan hệ với đồng nghiệp và nhận được sự giúp đỡ từ họ. Nếu có ý định làm thêm tại nhà, sẽ được quý nhân phù trợ, che chở, gia tăng tài lộc. Tuy nhiên thời gian đầu sẽ có đôi chút khó khăn, áp lực. Tình duyên. Đối với nữ mạng Tân Sửu sinh năm 1961, đường tình duyên trong năm 2022 tương đối tốt, gia đình hòa thuận, êm ấm, con cháu sống tình cảm và hiếu thảo. Tuy nhiên, quý bà cần dành nhiều thời gian hơn bên gia đình để gắn kết mọi thành viên lại với nhau thì hạnh phúc mới bền lâu, viên mãn. Đối với các mối quan hệ bên ngoài, nữ mạng Tân Sửu nhận được sự quý mến và giúp đỡ với mọi người. Nhờ vậy mà tinh thần và sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, để tránh thị phi hiểu lầm không đáng có, nếu có lời gièm pha bên ngoài thì nên bỏ qua. Tài lộc, năm 2022 tài lộc của quý bà tuổi Tân Sửu có nhiều phần khởi sắc hơn so với năm cũ. Tài chính thu được từ nhiều nguồn khác nhau, được người thân kính biếu trợ cấp từ nhà nước hoặc khoản lãi từ kinh doanh trước đó. Với ai còn đang làm việc thì cần phải chú ý vấn đề sức khỏe, không nên quá lao tâm vì công việc. Thời gian này nhận được nhiều sự chăm sóc từ con cháu, bản mệnh nên cân bằng thời gian để hưởng thụ phúc lộc. Để tăng cường gia đạo và phúc đức của mình cũng như kích hoạt cung tài lộc và sự nghiệp, những gia chủ tuổi Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật. Sử dụng thần lục tự đại minh chú và chú bát nhã tâm kinh để chấn hưng gia đạo, tăng cường phúc đức, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời khai mở cung tài lộc và kích hoạt quan vận sự nghiệp cho gia chủ tuổi Tân Sửu. Sức khỏe. Tinh thần sức khỏe của nữ mạng Tân Sửu trong năm 2022 tương đối tốt, ổn định. Tuy nhiên, vẫn sẽ gặp phải một số vấn đề nếu bản mệnh chủ quan hay làm việc quá sức. Những áp lực từ công việc có thể khiến cho thể chất sa sút, ảnh hưởng đến sức khỏe. Quý bà nên sắp xếp thời gian làm việc nghỉ ngơi cho hợp lý. Nếu có thời gian, nên tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể, thư giãn tinh thần. Ngoài ra, dưới tác động của sao hạn, nữ mạng Tân Sửu đi đứng cần phải cẩn thận và chú ý các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, dạ dày. Nên ăn uống các món thanh đạm, ít dầu mỡ và cần phải thăm khám sức khỏe định kỳ. Xem sao hạn tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nữ mạng trong năm 2022, sao chiếu mệnh. Xem sao hạn năm 2022, nữ mạng Tân Sửu sinh năm 1961 được sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch được coi là sao hung tinh mạnh nhất, thường gây cản trở đến sự nghiệp, tài lộc và ảnh hưởng đến sức khỏe. Người bị sao Thái Bạch chiếu thường dễ hao tổn tiền bạc, công việc gặp khó khăn và bị tiểu nhân quấy phá, đặc biệt ảnh hưởng lớn nhất vào các tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên trong hung có cát, được quý nhân giúp đỡ cho nên mọi chuyện bớt đi phần nào khó khăn. Nếu cố gắng vượt qua hung vận của sao Thái Bạch thì công việc thăng tiến rất nhanh, tài lộc dồi dào. Hạn tuổi, năm 2022 quý bà tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 gặp hạn Thiên La, có nhiều vấn đề cần suy nghĩ, từ công việc đến các mối quan hệ trong gia đình, thường dễ xảy ra mâu thuẫn bất đồng, khiến cho tinh thần mệt mỏi, lo lắng. Để hóa giải hạn trên bản mệnh, nên cố gắng thả lỏng tâm tình, kiềm chế cảm xúc và nên ghi nhận ý kiến từ mọi người, nên tiết chế khối lượng công việc, dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và thư giãn. Hóa giải sao hạn. Khi gặp sao Thái Bạch, hầu hết tâm lý mọi người thường hoang mang và cố gắng tìm cách để thay đổi vận hạn. Tuy nhiên, hung tinh và phúc tinh luôn luôn tồn tại song song. Chúng sẽ đến, giúp con người hoàn thiện và phát triển hơn. Do đó, để hóa giải sao hạn và kéo dài phúc tinh, cách tốt nhất là giữ tinh thần thoải mái, lạc quan và có thái độ tích cực. Khi đó, các vấn đề sẽ luôn tìm được hướng giải quyết giúp cho cuộc sống luôn vui vẻ, gặp dữ hóa lành. Khi bị sao Thái Bạch chiếu mệnh, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn tới sức khỏe, không nên lao tâm quá nhiều về công việc và cẩn thận khi đầu tư làm ăn. Đối với sao nào cũng vậy, nếu làm ăn ngay thẳng, sống tốt và lương thiện thì vận may sẽ luôn tìm đến, giúp hóa giải vận xui. Còn không thì dù sao, tốt đi chăng nữa, cũng có thể trở thành hung tinh, mang tới nhiều điểm xấu. Vậy nên các bậc thầy phong thủy có khuyên gia chủ tuổi Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Khi mang theo bên mình sẽ được quý nhân giúp đỡ, trợ giúp cho mọi việc, được hanh thông, thuận lợi, tăng cường sức khỏe và hòa hợp gia đạo. Luận tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nữ, năm 2022 theo tháng âm lịch.
tháng 1, tài lộc dồi dào, nhận được nhiều sự tín nhiệm từ mọi người, công danh sự nghiệp có nhiều cơ hội phát triển. Tháng 2, gia đình xảy ra bất hòa, mâu thuẫn, nguyên nhân có thể đến từ sự hiểu lầm, xa cách, nên dành nhiều thời gian bên gia đình, cố gắng giải quyết êm đẹp để tránh làm rạn nứt tình cảm. Tháng 3, tài lộc đến bất ngờ, công việc gặp khó khăn có người giúp đỡ, tình cảm gia đình có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Tháng 4, chú ý lời ăn tiếng nói để tránh thị phi, tranh chấp, tài lộc ổn định, nhận lộc từ con cháu. Tháng 5, sức khỏe có nhiều chuyển biến tốt, có đau ốm sẽ nhanh khỏi, công việc và gia đạo gặp chút khó khăn trong thời gian đầu nên giải quyết để tránh ảnh hưởng về sau. Tháng 6, công việc gặp nhiều may mắn thuận lợi, hanh thông, tài lộc khá và cần chi tiêu hợp lý. Tháng 7, chú ý nhiều hơn tới sức khỏe, hạn chế lái xe nếu không cần thiết, để ý lời ăn tiếng nói để không ảnh hưởng đến các mối quan hệ làm ăn. Tháng 8, công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, nhận được tin vui từ tài chính, tuy nhiên sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đề phòng bệnh cũ tái phát. Tháng 9, mọi chuyện hanh thông, được như ý nguyện, công việc tuy xảy ra sai sót nhưng được sửa chữa kịp thời. Tháng 10, gia đạo an vui, hưng vượng, trong công việc có tiếng nói, được mọi người yêu quý. Tháng 11, công việc có nhiều chuyển biến tốt đẹp, được danh nhưng chưa có lộc, mưu sự ban đầu được hanh thông, tuy nhiên không nên chủ quan về sau, có thể gặp khó khăn, cản trở. Tháng 12, mọi việc đều diễn ra ổn định, tài lộc khá, gặp một số mâu thuẫn nhưng có thể giải quyết ổn thỏa. Trên đây là những thông tin về vận trình tử vi năm 2022 của nữ mạng Tân Sửu sinh năm 1961, nhân dịp năm 2022. Chúc quý bạn đọc một năm an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho quý bà tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2022 nhâm dần. Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được là mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công, phải không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ Phong Thủy Gia Cát quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.